Trấn Thành mới đây đã khiến cộng đồng mạng được fan cười sảng khoái trước màn phốt vợ trên mạng xã hội. Chính nam MC cũng phải bó tay vì tính quên trước quên sau và vô tư quá đỗi của cô vợ nhà mình. Vợ chồng Trấn Thành và Harry Won đang là cặp đôi hot của làng giải trí Việt. Thay vì lựa chọn những từ ngữ có cánh để dành cho nhau, cặp đôi lại thường xuyên quay qua phốt lẫn nhau. Khuya muộn ngày 19 tháng 6, Trấn Thành có màn phốt bà xã với tình huống dở khóc dở cười. Cụ thể, nam diễn viên cho biết Harry Won mặc nhầm quần của spa về mà không hề hay biết. Chứng kiến câu chuyện hài hước này của vợ, Trấn Thành không nói thành lời. Anh kể, một cái quần chỉ là một cái quần, nó chỉ bất thường cho đến khi tôi phát hiện nó bất thường. Vâng, lại là một câu chuyện về nghệ nhân Harry Won. Mới ngủ dậy, nó kéo tôi ra khỏi giường. Anh xin nhìn đi, nhìn cái quần này đi. Anh có thấy nó có gì không bình thường không? Cái quần này của anh hay của em? Anh nhìn kỹ đi, anh không có quần này. Của em hả? Nó bị sao? Không phải của em luôn, nó của spa. Em mặc lộn cái quần của spa về nhà. Trời ơi, sao anh không nhắc em? Tiếp tục câu chuyện đó, Trấn Thành nói thêm, mọi người nhìn đi, bộ đồ kem bên trái là bộ đồ đúng. Bà nội tôi làm spa xong, bước ra hô biến thành áo kem quần đen luôn. Mà ngặt nổi, nhìn nó cũng hợp lý quá, tôi đâu có biết đường đâu mà nhắc. Hèn gì hôm qua tôi đã ngờ ngợ rồi. Tôi nghĩ trong đầu cái áo này đáng lẽ có cái quần cùng màu mà ta. Sao bà lại phối quần đen? Giờ mới biết nó là cái quần của spa, tôi lạy bà ba lạy Harry Won. Dưới phần bình luận, nam danh hài không giấu nổi sự xấu hổ. Spa họ thiếu điều không thèm đòi lại cái quần và kèm lời nhắn. Anh chị giữ đội đi ạ. Harry Won bất lực đáp lại, nhưng họ có nói em lấy quần em lại, họ đóng gói rồi. Đến đây thì khán giả cũng bó tay với tình huống không thể ngại ngùng hơn của vợ chồng Shinri. Bên cạnh đó, nhiều người khen ngợi sự dễ thương của cả hai. Cảm giác họ vẫn ngọt ngào như một cặp đôi mới cưới, dù đã kết hôn được hơn 7 năm rồi. Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành bóc phốt bà xã Harry Won. Trước đó, nam danh hài nhiều lần cạn lời trước trình độ nấu ăn của bà xã, khi lâu lâu lại cho chồng ăn những món ăn bóng đêm. Thay vì trách mắng, Trấn Thành coi đó là điểm dễ thương của Harry Won để trêu chọc. Trên thực tế, nam danh hài cực kỳ yêu thương và cưng chiều bà xã, không chỉ thường xuyên dẫn cô đi ăn các món ngon mà còn không tiếc tiền tặng những món quà cho bạn chung giường. Bất cứ khi nào có thông tin thất thiệt, anh sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ Harry Won. Chẳng trách dân tình ưu ái gọi Trấn Thành với danh xưng ông chồng quốc dân đệ nhất chiều vợ của VBiz. Trong suốt gần 8 năm qua, hôn nhân của Trấn Thành và Harry Won vướng không ít những đàm tiếu, thậm chí nhiều thông tin cho rằng cả hai lấy nhau theo hợp đồng. Trước những bàn tán tiêu cực, Trấn Thành thẳng thắn lên tiếng, hợp đồng hôn nhân ấy có thật, bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp nữa tôi chắc chắn vẫn lấy Harry Won. Nam MC từng nói, tôi lưu tên vợ trong điện thoại là 42 nhân cách. Một tháng có 30 ngày mà tôi yêu hết 42 đứa cùng một lúc, làm sao tôi chán nổi. Trong Harry có rất nhiều con người, một thằng đàn ông, một đứa con nít, một bà già 80 mấy tuổi, một quân nhân, một hiệu trưởng, một giáo viên giáo dục công dân, một bà soát vé ở rạp, một cô giám thị và một nhân vật phim hoạt hình. Nhiều lắm, những nhân cách khác nhau của Harry thay phiên nhau xuất hiện và thực hiện chức năng của nó một cách rất hiệu quả trong từng giai đoạn mà cơ thể cần linh hồn đó xuất hiện.